Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 Tây tháng 9 năm 2022, cũng là ngày lễ lao động tại nước Mỹ. Việt Linh xin chúc tất cả quý vị thính giả một ngày lễ lao động vui vẻ và hạnh phúc. Và trong chương trình hôm nay, đầu tiên, thể theo lời yêu cầu của một số quý vị thính giả khắp nơi, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden tại Philadelphia Independence Hall vào thứ Năm 1 Tây tháng 9 về những gì ông mô tả là những mối đe dọa đang diễn ra đối với nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Bài phát biểu này được dịch và edit rút gọn lại theo văn phong của tiếng Việt để cho dễ hiểu và thoáng ý, để gửi đến quý vị sau đây. Và bài bình luận vào cuối chương trình là bài viết với nhan đề Donald Trump và tài liệu mật, gãy ông, đập lưng ông. Trước hết chúng ta bước vào bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden vào ngày 1 tháng 9 tại Philadelphia Independence Hall. Thưa quý vị, đây là nguyên văn bài phát biểu được rút gọn lại cho thoáng ý hơn. Tôi là Joseph Joe Robinette Biden, Tổng thống Hoa Kỳ. Tối nay tôi nói chuyện với các bạn từ vùng đất thiêng liêng ở Mỹ, đó là hội trường độc lập ở Philadelphia. Đây là nơi nước Mỹ tuyên bố độc lập với thế giới hơn hai thế kỷ trước, với lời chứng thực rằng ở Mỹ tất cả chúng ta đều bình đẳng. Điều này đã khiến chúng ta trở thành quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất này. Và đó là lý do tại sao, trong hơn hai thế kỷ qua, nước Mỹ đã luôn là một ngọn hải đăng cho thế giới. Nhưng khi tôi đứng đây đêm nay, thì sự bình đẳng và nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công. Vì vậy, tôi muốn nói một cách thẳng thắn, rõ ràng nhất với tất cả người dân Mỹ về những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt, về sức mạnh chúng ta đang có trong tay, và làm sao để đối phó với những mối đe dọa này. Chúng ta là những người thừa kế thực sự một nước Mỹ vĩ đại, đã bắt đầu hơn hai thế kỷ trước. Chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm cùng lịch sử, từ cuộc nội chiến Bắc Nam, quyền bầu cử, cuộc đại suy thoái, chiến tranh thế giới, quyền công dân. Ngọn lửa thiêng vĩ đại của nước Mỹ vẫn luôn cháy, và đó là điều giúp chúng ta tiếp tục xây dựng một nước Mỹ thịnh vượng, tự do và công bằng hơn. Đó là công việc trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, một sứ mệnh mà tôi tin tưởng bằng cả tâm hồn của mình. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải thành thật với nhau về một số điều không bình thường đang xảy ra ở đất nước chúng ta ngày nay. Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa cùng các thành viên của phong trào MAGA, họ là đại diện cho một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa chính nền tảng của nền Cộng Hòa của chúng ta. Tôi cần phải nhấn mạnh rằng không phải mọi đảng viên Cộng Hòa đều là thành viên của phong trào MAGA. Không phải mọi đảng viên Cộng Hòa đều ôm ấp hệ tư tưởng cực đoan của họ. Tôi biết, bởi vì tôi đã từng làm việc với những người Cộng Hòa bảo thủ chính thống này. Đây là những điều thực sự khó khăn cho đất nước chúng ta. Nhưng tôi là Tổng thống, không phải Tổng thống của nước Mỹ đỏ hay nước Mỹ xanh, mà là của toàn thể nước Mỹ. Và tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi, nghĩa vụ của tôi là phải nói ra sự thật, dù khó khăn đến đâu, dù đau đớn như thế nào. Và theo quan điểm của tôi, đảng Cộng Hòa MAGA, họ không tôn trọng hiến pháp, họ không tin vào pháp quyền, họ không công nhận ý chí của người dân. Họ từ chối chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử tự do. Họ đang trao quyền quyết định các cuộc bầu cử ở Mỹ cho các đảng phái và tay chân, trao quyền cho những người từ chối bầu cử để phá hoại chính nền dân chủ của chúng ta.
lực lượng MAGA. Họ quyết tâm đưa đất nước này đi thụt lùi. Họ muốn đưa nước Mỹ trở lại nơi không có quyền lựa chọn, không có quyền riêng tư, không có quyền tránh thai, không có quyền kết hôn với người mình yêu. Họ đề cao các nhà lãnh đạo độc tài và họ thổi bùng ngọn lửa bạo lực chính trị đang đe dọa quyền cá nhân của chúng ta, cản trở việc theo đuổi công lý, cho pháp quyền, cho chính linh hồn của đất nước này. Họ nhìn đám đông cuồng loạn xông vào điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 Tây tháng 1, tấn công tàn bạo cơ quan thực thi pháp luật. Không phải như những kẻ nổi dậy đã găm dao găm vào cổ họng nền dân chủ của chúng ta, mà họ nhìn những kẻ gây bạo loạn như những người yêu nước, những người MAGA, đã thất bại trong việc ngăn chặn sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng họ vẫn không từ bỏ. Họ vẫn đang chuẩn bị cho những hành động tương tự trong các cuộc bầu cử năm 2022 và 2024. Họ đã thử trong cuộc bầu cử năm 2020 để vô hiệu số phiếu bầu của 81 triệu người Mỹ. Và lần này, họ quyết tâm thành công trong việc khuất phục ý chí của mọi người. Đó là lý do tại sao những người bảo thủ được kính trọng như thẩm phán liên bang Michael Lutick đã gọi Trump và các đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan là mối nguy hiểm rõ ràng đối với nền dân chủ của chúng ta. Mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ là có thật. Tôi muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn rằng chúng ta không bất lực khi đối mặt với những mối đe dọa này. Có rất nhiều người Mỹ từ mọi nền tảng và tín ngưỡng khác nhau trên đất nước này từ chối hệ tư tưởng MAGA cực đoan. Và chúng ta có khả năng để ngăn chặn một cuộc tấn công của những người MAGA vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Tôi tin rằng nước Mỹ đang ở vào một thời điểm quan trọng. Thời khắc này sẽ quyết định tương lai lâu dài của nước Mỹ. Nước Mỹ phải chọn tiến hay lùi, xây dựng tương lai hoặc quay trở lại quá khứ đen tối, trở thành một quốc gia của hy vọng, thống nhất và lạc quan, hay là một quốc gia của nỗi sợ hãi, chia rẽ và bóng tối. Đảng Cộng hòa MAGA, họ đã đưa ra lựa chọn của họ. Họ muốn bạo lực và thù hận. Họ phát triển mạnh trên sự hỗn loạn. Họ sống không phải dưới ánh sáng của sự thật, mà là trong bóng tối của sự dối trá. Nhưng với chúng ta, những người Mỹ còn lại, chúng ta có thể chọn một con đường khác tốt hơn để hướng tới tương lai, để xây dựng ước mơ, hy vọng và tiến về phía trước. Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng hiến pháp. Đây là một quốc gia tin tưởng vào pháp quyền. Đây là quốc gia tôn trọng bầu cử tự do và công bằng. Chúng tôi tôn vinh ý chí của người dân. Chúng tôi không phủ nhận nó. Hoa Kỳ là một quốc gia từ chối bạo lực như một công cụ chính trị. Chúng tôi không khuyến khích bạo lực. Hoa Kỳ là một đất nước tin tưởng vào sự trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng rất tiếc, Đảng Cộng hòa ngày nay đã và đang bị thống trị, thuần phục và đe dọa bởi Donald Trump và những người Cộng hòa MAGA. Và đó chính là một mối đe dọa cho đất nước này. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết rằng lòng trung thành, mù quáng với một nhà lãnh đạo duy nhất và sẵn sàng tham gia vào bạo lực chính trị là điều gây tử vong cho nền dân chủ. Nền dân chủ Mỹ không thể tự đứng vững và tự bảo vệ lấy nó, mà chính chúng ta, những người Mỹ, phải đứng lên bảo vệ nền dân chủ nước nhà. Đó là lý do tại sao tối nay tôi yêu cầu tất cả những người Mỹ xích lại gần nhau, đoàn kết với nhau với một mục đích duy nhất là bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, bất kể hệ tư tưởng của bạn là gì. Tất cả chúng ta cần có sự mạnh mẽ để đối đầu với những kẻ cực đoan, những kẻ luôn đặt việc theo đuổi quyền lực của mình lên trên hết. Những đảng viên và cử tri đảng Dân Chủ, đảng Độc Lập,
Đảng Cộng Hòa bảo thủ truyền thống cần phải nắm chặt tay nhau. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và cam kết hơn nữa để cứu nền dân chủ Mỹ. Vì những người Cộng Hòa MAGA, họ đang chủ tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ. Chúng ta sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể xé nát đất nước này. Ngày nay, có những mối nguy hiểm đang bao quanh chúng ta. Ngày càng có nhiều người nói về bạo lực như một công cụ chính trị được chấp nhận ở quốc gia này. Không thể được. Chúng ta không bao giờ chấp nhận bạo lực chính trị trên đất nước này. Chúng ta không cho phép bình thường hóa bạo lực ở quốc gia này. Mỗi người chúng ta, với tất cả sự trong sáng về đạo đức và niềm tin, chúng ta không thể để tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng ta bị suy giảm, vì đó là một con đường dẫn đến sự hỗn loạn. Tôi biết, chính trị Mỹ đang diễn biến rất khốc liệt và tồi tệ. Riêng tôi tin vào sự cho và nhận của chính trị trong sự bất đồng quan điểm và tranh luận gay gắt. Nền dân chủ không thể tồn tại nếu một bên tin rằng chỉ có hai kết quả cho một cuộc bầu cử, đó là họ phải thắng hoặc nếu thua thì họ cho đó là gian lận. Và đó là chủ trương chính trị của Đảng Cộng Hòa MAGA ngày nay. Nền dân chủ Mỹ chỉ hoạt động nếu chúng ta chọn tôn trọng pháp quyền và các thể chế được thiết lập trong căn phòng này sau lưng tôi. Chỉ khi nào chúng ta tôn trọng sự khác biệt chính trị hợp pháp của chúng ta, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn ý chí của người dân Mỹ bị đảo ngược bởi những thuyết âm mưu ngông cuồng và những lời tuyên bố lừa đảo vô căn cứ. Tôi sẽ không đứng nhìn các cuộc bầu cử ở đất nước này bị đánh cắp bởi những người chỉ muốn từ chối chấp nhận rằng họ đã thua. Tôi sẽ không đứng nhìn những quyền tự do cơ bản nhất ở đất nước này, quyền tự do bầu cử và phiếu bầu của người Mỹ, có thể bị những tên cướp cạn lấy đi. Với tư cách là tổng thống của bạn, tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta bằng quyền lực mà tôi đang có để điều hành đất nước. Và tôi kêu gọi mọi người Mỹ hãy đồng hành cùng với tôi để bảo vệ nền dân chủ của đất nước này. Những người Cộng Hòa MAGA chỉ biết gieo rắc sự sợ hãi và dối trá. Họ chỉ mưu cầu đạt được lợi nhuận và quyền lực. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn khi thông qua được luật an toàn súng quan trọng nhất kể từ thời Tổng thống Clinton. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được chi phí kê đơn thuốc theo toa và chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn. Vì vậy chúng tôi đã thông qua cải cách chăm sóc sức khỏe quan trọng nhất kể từ khi Tổng thống Obama ký đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra một tương lai năng lượng sạch và cứu hành tinh này. Vì vậy chúng tôi đã thông qua sáng kiến khí hậu quan trọng nhất từ trước đến nay. Những người hoài nghi và những người chỉ trích chúng tôi cho rằng chúng tôi không thể làm được gì, nhưng họ đã sai lầm. Chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế. Không có điều gì mà nước Mỹ không làm được. Không có điều gì vượt quá khả năng của chúng ta nếu chúng ta cùng làm với nhau. Con đường phía trước đầy chông gai và không hề dễ dàng để vượt qua. Nhưng tôi muốn chứng minh với mọi người rằng bất kể con đường dài và khó khăn, trắc trở bao nhiêu, chúng ta sẽ vẫn vượt qua nó. Chúng ta sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới và một nền kinh tế năng lượng sạch. Chúng ta sẽ biến thế kỷ 21 trở thành một thế kỷ khác của nước Mỹ vì thế giới cần chúng ta. Đó là lúc chúng ta cần tập trung sức lực của mình, không phải với quá khứ đen tối, không phải với chiến tranh văn hóa chia rẽ, không phải với chính trị đấu đá nhau, mà vì một tương lai chúng ta có thể cùng nhau xây dựng. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho quốc gia của chúng ta tự do và công bằng, trung thực và mạnh mẽ. Tất cả chúng ta cần làm tốt những công việc theo đúng khả năng của mình.
Vì vậy, hãy lên tiếng và tham gia bỏ phiếu. Vì đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, tất cả chúng ta sẽ làm mọi điều tốt nhất để gìn giữ nền dân chủ của chúng ta. Cầu Chúa bảo vệ quốc gia của chúng ta, bảo vệ tất cả những người đứng ra bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Chúa sẽ ban phước lành cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề Donald Trump và tài liệu mật gãy ông đập lưng ông. Trước đây kính thưa quý vị, chính Donald Trump là người đã nhiều lần kêu gọi bỏ tù những người chống đối ông ta với lý do là họ đã giải quyết sai các tài liệu được phân loại của chính phủ. Donald Trump đang thực sự gặp nguy hiểm tiềm tàng về mặt pháp lý sau khi Bộ Tư pháp khám xét nơi ở của Donald Trump ở Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, thu hồi hơn mấy trăm tài liệu mật, và Bộ Tư pháp đã cáo buộc rằng các tài liệu của chính phủ Mỹ có khả năng bị thất thoát, bị che giấu và gặp phải sự cản trở đối với cuộc điều tra của FBI. Bộ Tư pháp cho biết là có hơn 320 tài liệu mật được thu hồi từ Mar-a-Lago. Trong đó có hơn 100 tài liệu thuộc dạng tuyệt mật. Bây giờ chúng ta quay trở lại quá khứ một chút thưa quý vị. Phát biểu vào năm 2016 về quyết định của chính phủ không buộc tội bà Hillary Clinton với các tội danh liên quan đến cuộc điều tra của FBI. Đối với việc giải quyết tài liệu được phân loại của bà và việc sử dụng máy chủ email riêng khi bà còn là ngoại trưởng. Lúc đó thì với tư cách là một ứng cử viên tổng thống, Donald Trump đã liên tục hứa rằng chính quyền của ông ta, nếu thắng cử, sẽ thực thi nghiêm túc tất cả các quy định liên quan đến tài liệu được phân loại. Lịch sử, sổ sách có ghi lại rất rõ ràng. Không thể chối cãi được. Donald Trump đã phát biểu trong tháng 7 năm 2016. Ông ta nói rằng việc giải quyết sai thông tin đã được phân loại của bà Clinton sẽ loại bà ấy ra khỏi các chức vụ công của chính phủ. Rồi tháng 8 năm 2016 thì ông ta nói rằng về tham nhũng chính trị, chúng tôi sẽ khôi phục danh dự cho chính phủ của chúng tôi. Trong chính quyền của tôi sẽ thực thi tất cả các luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin mật. Không ai được phép đứng trên luật pháp. Rồi đến tháng 9 năm 2016, sau đó đúng một tháng, Donald Trump lại ra tuyên bố nói rằng một trong những điều đầu tiên mà chúng tôi phải làm là thực thi tất cả các quy tắc phân loại và thực thi tất cả các luật liên quan đến việc giải quyết thông tin đã được phân loại. Không chỉ đối với bà Clinton, là người luôn bị Donald Trump chỉ trích, tấn công, mà Donald Trump còn nhiều lần kêu gọi bỏ tù các đối thủ khác về những gì mà ông ta gọi là giải quyết sai tài liệu được phân loại. Rồi năm 2017, khi mà các cuộc gọi giữa Trump và các chính phủ nước ngoài bị rò rỉ, cùng với sự liên lạc bị phanh phui ra giữa cố vấn an ninh quốc gia của Trump khi đó là Michael Flynn và các chính phủ nước ngoài, thì Donald Trump đề nghị những người chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ tin tức như vậy phải cho đi tù. Lúc đó thì Donald Trump phát biểu rằng đó là những thứ bí mật nhất của quốc gia. Bạn sẽ đi tù khi mà bạn phát hành những thứ như vậy. Và Donald Trump cũng nhiều lần nói rằng
cựu giám đốc FBI James Comey, nên bị truy tố trong các dòng tweet thúc đẩy những cáo buộc vô căn cứ. Ông ta cho rằng James Comey đã tiết lộ thông tin mật. Và một báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp khi đó cho thấy là không hề có bằng chứng nào cho thấy là James Comey hoặc các luật sư của ông ta đã tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào có trong bất kỳ bản ghi nhớ nào cho giới truyền thông. Và sau đó thì các công tố viên từ chối đưa ra cáo buộc. Và Donald Trump cũng nhiều lần kêu gọi truy tố cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Sau khi ông John Bolton xuất bản cuốn hồi ký về khoảng thời gian làm trong tòa Bạch Ốc dưới thời Trump, một thẩm phán liên bang khi đó thì đã cho rằng John Bolton có thể khiến cho an ninh quốc gia gặp nguy hiểm với cuốn sách của mình. Nhưng mà thẩm phán cũng bác bỏ nỗ lực của chính quyền Trump để chặn việc xuất bản cuốn sách. Và năm 2020, Donald Trump nói với Fox News rằng John Bolton sẽ phải ngồi tù nhiều năm vì đã phát hành cuốn hồi ký. Theo những thông tin đã phân loại có trong cuốn sách, ông ta phải ở tù nhiều năm. Tôi muốn thấy điều này xảy ra. Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về John Bolton đã bị hủy bỏ vào năm 2021. Và về phần mình thì Donald Trump đã khẳng định rằng ông ta đã giải mật tất cả các tài liệu thu giữ được trong cuộc khám xét Mar-a-Lago của FBI. Đồng thời tuyên bố trong một tuyên bố rằng ông ta đã có lệnh thường trực. Ở chỗ này, thưa quý vị, tôi chưa nắm được lệnh Donald Trump đã có lệnh thường trực là từ ai cho. Trong khi ông ta là tổng thống khi đó, ông ta là tổng tư lệnh tối cao của đất nước này ở thời điểm đó, vậy chẳng lẽ còn có người nào đó có quyền hạn còn cao hơn cả tổng thống Mỹ để ban cho ông ta một lệnh thường trực hay không? Tôi không biết đó là ai. Donald Trump đã nói rằng các tài liệu đã bị xóa khỏi phòng bầu dục và được đưa đến nơi cư trú được coi là đã được giải mật vào thời điểm mà ông ta sở hữu chúng. Kính thưa quý vị, đó chính là những gì mà Donald Trump đã phát biểu với mong muốn bỏ tù những người đối lập hay là chống đối với ông ta. Và giờ đây truyền thông đang khơi gợi lại những lời phát biểu đó làm bằng chứng cho Bộ Tư pháp để họ có thêm những điểm nhấn dựa vào mà xử tội tên gian xảo này cho thích hợp đúng với những lời ông ta đã tuyên bố. Như vậy đây không gọi là gãy ông đập lưng ông thì còn có thể gọi là gì nữa đây thưa quý vị? Chưa hết đâu. Mới đây, cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr đã bác bỏ lời kêu gọi của Donald Trump về việc xem xét độc lập các tài liệu bị thu giữ từ nhà của ông ta ở Mar-a-Lago, và cho biết một bản kiểm kê các vật dụng được thu hồi trong cuộc khám xét vào tháng trước dường như hỗ trợ tuyên bố của Bộ Tư pháp khi cho rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Bill Barr nói với New York Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nói về quyết định của Tổng trưởng lý hiện tại là ông Merrick Garland về lệnh khám xét nơi ở riêng của Donald Trump. Và Bill Barr đã cho biết rằng, đối với tôi, dường như Bộ Tư pháp hiện tại bị thúc đẩy bởi lo ngại về những thông tin tuyệt mật của chính phủ bị rò rỉ ra bên ngoài hay có thể lọt vào tay những đối thủ, kẻ thù của nước Mỹ. Và tôi ủng hộ một lệnh khám xét như vậy. Đó là một quyết định đúng đắn, một việc làm cần thiết vì an ninh quốc gia. Khi được hỏi ông nghĩ gì về lập luận cho việc chỉ định một chuyên gia đặc biệt, một trọng tài độc lập để xem xét các tài liệu có thể trì hoãn cuộc điều tra hay không, thì ông Bill Barr đã cười và nói rằng tôi nghĩ đó là một trò đùa ngu xuẩn của những đứa trẻ. Ông Bill Barr đã không ngại chỉ trích Donald Trump kể từ khi rời khỏi nhiệm sở, nhưng mà ông hiếm khi khá thẳng thừng trong đánh giá của mình, như là trong cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Sáu vừa qua.
hoặc trước đó trong ngày thì ông đã bày tỏ quan điểm tương tự trên Fox News. Đây là một nhận định tạm cho là thẳng thắn đi quý vị. Nhưng mà có vẻ như Bill Barr vẫn còn tư tưởng, ngần ngại, thiếu dứt khoát để thực hiện các hành động thực thi công lý nếu mà ông ta vẫn còn quyền lực khi mà ông ta thốt ra một câu nhận định như thế này. Họ, tức là Bộ Tư pháp, hiện nay họ cần phải suy nghĩ về tác động đối với đất nước khi đưa ra truy tố một cựu tổng thống, bởi vì việc này chưa từng có tiền lệ. Về phần mình thì vị Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm lại phát biểu khác với Bill Barr. Khi mà Merrick Garland đã nhiều lần nói rằng ông sẽ đến nơi bằng chứng dẫn ông đến và ông sẽ hành động mà không sợ hãi hay ưu ái khi phải đưa ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến Donald Trump và các đồng minh của ông ta. Còn đối với cựu công tố viên Bộ Tư pháp Andrew Weissmann, một người phó trong cuộc điều tra cùng với Robert Mueller, thì ông tuyên bố rằng 43 thư mục tài liệu phân loại trống, có nghĩa là trong ruột không có gì hết quý vị, vừa được FBI tìm thấy tại Mar-a-Lago là những tiếng chuông báo động rất nguy hiểm. Một số chuyên gia pháp lý, cựu quan chức CIA và Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh rằng điều này nó có nghĩa là nội dung của các thư mục này bị thiếu. Và câu hỏi là ai là người đang nắm giữ những phần ruột của các thư mục trống này? Chúng đang ở đâu? Ai đang giữ chúng? Câu hỏi này chỉ có các luật sư của Trump và ông ta mới có thể trả lời được. Bộ Tư pháp lo ngại những tài liệu bị thiếu này có thể đã được chuyển đi ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Andrew Weissmann cho rằng đó là lý do chính cho cuộc điều tra này và để Bộ Tư pháp thực hiện những hành động này. Và điều thứ hai khiến tôi nghĩ đến là chúng tôi đã học được rất nhiều điều về Mar-a-Lago. Vì đó không phải là nơi duy nhất mà cựu tổng thống có một nơi cư trú, bởi vì dưới trướng của ông ta có nhiều người trong ban tham mưu là những người có thể giấu những tài liệu tuyệt mật đó thay cho ông ta. Nhưng giấu để làm gì? Và tại sao phải giấu chúng? Thì câu hỏi này tôi để cho Bộ Tư pháp điều tra và tìm lấy câu trả lời. Riêng cương vị của tôi thì chỉ có thể lên tiếng báo động rằng đừng nên xem thường những tài liệu còn thiếu trong 43 thư mục trống. Chúng chỉ có vỏ nhưng không có ruột, và họ phải chịu trách nhiệm cho việc thiếu sót này. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày lễ lao động bình yên, hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.